Thưa quý vị, thưa các bạn, vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đã tổ chức lễ công bố 524 doanh nghiệp đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2019 do người tiêu dùng bình chọn. Theo đánh giá của ban tổ chức, những doanh nghiệp đạt danh hiệu chứng nhận là những doanh nghiệp đã xây dựng được văn hóa, tiêu chuẩn, chất lượng, thương hiệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là điển hình về áp dụng thành công các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến sản xuất, hệ thống cung ứng phân phối và phát triển thương hiệu sản phẩm. Là một đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm bàn ghế inox, bàn ghế nhựa, tủ nhựa, đồ gia dụng các loại, với gần 34 năm kinh nghiệm, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Quy Phúc đã đồng hành và tham gia xuyên suốt các hoạt động của hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền. Năm nay, tại hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao được tổ chức tại An Giang, doanh nghiệp đã đưa ra định hướng, chủ động đổi mới để phát triển bằng việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mới, đầu tư thiết kế gian hàng hiện đại và tiện nghi nhằm tăng sự nhận diện của thương hiệu và tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng. Tôi nghĩ cái điều đầu tiên đó, tôi thấy một cái tín hiệu rất là lạc quan khi người tiêu dùng Việt đang rất ủng hộ hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng Việt của chúng ta. Đó, tôi nghĩ đó là một cái quá trình rất là dài, không phải Quy Phúc mà tất cả các doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực, đã phấn đấu để tập trung vào nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, trang thiết bị cũng như là nâng cao chất lượng dịch vụ và làm cho sản phẩm chúng ta ngày càng tốt hơn. Chúng tôi đánh giá rằng là cái chứng chỉ hàng Việt Nam chất lượng cao là một chứng chỉ rất là tốt để chúng tôi tự tin phát triển thương hiệu của mình, cũng như đây cũng là một dấu chỉ để đưa cái thương hiệu đi ra chinh phục thị trường. Sau 6 năm liền được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao, năm nay nhóm ngành nhựa gia dụng của doanh nghiệp lần đầu tiên được người tiêu dùng bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao. Đây là minh chứng cho thấy sản phẩm của ngành nhựa Việt Nam ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng. Tôi cảm thấy rất là vui mừng vì được người tiêu dùng bình chọn cho Quy Phúc là thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao. Và đây cũng chính là cái động lực để chúng tôi tiếp tục đầu tư nhà máy, đầu tư công nghệ để sản xuất ra những cái sản phẩm với chất lượng cao, mẫu mã đa dạng và giá thành phù hợp, tiếp tục phục vụ cho người tiêu dùng. Trong năm 2019 thì số hóa và công nghệ thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị từ trước, và đến nay bắt đầu dần dần đi vào cái hoàn thiện và nó đáp ứng được cái nhu cầu về chất lượng cũng như là cái dịch vụ bán hàng. Danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao là một sự tôn vinh xứng đáng cho những doanh nghiệp đã nỗ lực đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, là chứng minh những cải tiến không ngừng của chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao và cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong những năm qua về cách nghĩ, cách làm, cách tiếp cận và hội nhập thị trường trong nước và quốc tế.